Mối quan hệ là gì bạn biết không? Bạn có biết việc giữ liên lạc đối với mỗi mối quan hệ bất kỳ luôn là điều quan trọng hay không? Bạn không nên đánh giá thấp điều này, muốn biết vì sao ư? Đồng ý rằng công nghệ có thể giúp chúng ta kết nối với nhau ngay cả những nơi xa xôi nhất, nhưng nó không bao giờ có thể thay thế được sức mạnh của sự tiếp xúc mật thiết. Sự thật là những người sống ít tiếp xúc và gần gũi với người khác, không nhận được những hành động tình cảm lâu ngày sẽ dễ rơi vào trạng thái cô đơn và trầm cảm. Chúng ta không bao giờ được phép đánh giá thấp sự gần gũi, yêu thương bởi vì nó là một trong những cách giao tiếp lâu đời nhất. Nó còn mạnh mẽ hơn cả ngôn ngữ và có tác dụng xoa dịu tâm hồn người khác còn hơn một liều thuốc. Đó là điều tốt đẹp nhất mà con người có thể tự do trải nghiệm trên hành tinh này. Một hành động yêu thương có hiệu quả hơn những lời nói tình cảm. Ngay cả khi bạn gửi hàng trăm tin nhắn yêu anh cho bạn trai, cũng không bằng một lần đi đến và ôm chầm lấy anh ấy, đúng chứ? Hai, nhiều cuộc khảo sát cho rằng 70% các cặp vợ chồng thường xuyên cãi nhau là do thiếu gần gũi thường xuyên. Khi một mối quan hệ không có sự liên lạc tình cảm, nó sẽ trở nên tệ hơn. Ba, đôi khi một cái chạm nhẹ thôi cũng là cách tốt nhất để phát triển tình cảm. Bạn định làm thế nào để nói cho đối phương biết tình cảm của bạn dành cho anh ta nhiều bao nhiêu? 4. Ngay cả khoa học cũng không tìm ra lý do tại sao chúng ta lại thấy vui vẻ khi nhận được sự ôm ấp từ người thân yêu. Hãy tưởng tượng xem những nỗi lo sợ mà bạn trải qua dù có kinh khủng thế nào. Thế nhưng, chỉ cần người mà ta yêu thương ôm ta vào lòng thì mọi cảm giác đó đều tan biến hết. 5. Sự gần gũi, yêu thương cũng làm phục hồi các vết thương trong tâm hồn. Nó giúp làm lành mọi thứ từ tâm trí, trái tim và cơ thể. 6. Sự yêu thương giúp chuyển đi năng lượng tích cực, tác động của sự tiếp xúc thân mật nên làm hàng ngày và hàng giờ với nhau. Tâm trạng của bạn sẽ trở nên hăng hái hơn. Bạn sẽ cảm nhận được thế giới này đẹp thế nào nếu như được yêu thương thường xuyên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Hãy like, share và subscribe kênh của chúng tôi, góp phần thực sự đem lại giá trị cho bạn.